Mọi người ơi, vậy là chỉ còn 2 tuần nữa thôi thì Hải phải xa khán giả của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Nói chung là cảm giác rất là vui nhưng mà cũng rất là buồn vì sẽ không còn gặp mọi người mỗi tối chủ nhật nữa. Và thì anh chàng cầm hiếu của chúng ta như thế nào ha? Hiếu, thế cảm giác của em lúc này như thế nào? Được ăn cả, nhà ai về không? Ai vậy? Em có nói gì hả? Chị Linh. Chị Linh tập đúng không? À, được ăn cả nhà ai về không? Mọi người là bây giờ là tinh thần đang rất là thoải mái để chuẩn bị đến với đêm nay. Cái tấm lưng đầy đặn này mà còn lại với idol là chỉ có cô nàng Bích Ngọc thôi. Bánh Bông Lan, Thanh Son. Bình thường là mọi người thấy là Bánh Bông Lan rất là yêu đời, nhí nhảnh đúng không? Nhưng hôm nay là hơi căng. Hơi căng biết là vì sông môi là hơi căng vì cái đầm đường ngọc. Cố lên nha, cố lên phải cố lên Ngọc nha. Sẽ gặp em tốt. Anh chàng Minh Quân của chúng ta là bây giờ đã khỏe chưa? Buổi chiều này hôm nay là phải đi truyền nước biển đó. Coi như là sa sút rất là nhiều nhưng mà cảm giác bây giờ thấy sao rồi? Bây giờ là thế nào là tôi sân khấu là tôi cho hết. Bởi vậy là nguyên cái vườn bông này là phải nở hoa chứ không nha. Và đây là căn phòng bí mật của Việt Nam Idol. Chỉ có những người mà quan trọng mới được vào đây. Hãy cùng đón xem ai sau lưng Duy Hải đây. Tè 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 tè. Rồi bây giờ mọi người hãy cùng ra xem anh chàng Trọng Hiếu làm điều như thế nào nha. Yeah. Yes. Nè, gương mặt Trọng Hiếu này sau khi mà được trang điểm lên thì khác hoàn toàn đúng không? Xấu sai hơn. Không, đẹp trai hơn nhưng mà vẫn thua anh. Hello, lên ông thẳng. Đêm nay cảm thấy như thế nào? Cô tô sáng của đi cổ vũ thôi mà rất là sexy, rất là hiếu vũ đúng không? Hy vọng là có một đêm thưởng thức chương trình thật là tuyệt vời nha. Nhìn thấy mụn không á? Rồi. Xin chào tất cả các bạn. Thì mình đang ở trong hậu trường của Việt Nam Idol năm 2015. Thì mình cũng khá là băn khoăn bởi vì có khá nhiều lời đại diện thi Việt Nam Idol năm nay. Có những anh chị nhà báo cũng hỏi là tại sao mà họ không thi, nhưng mà họ chỉ trả lời là nếu bây giờ một lần thì chắc có lẽ vẫn thi học viên ngôi sao. Bởi vì là Việt Nam Idol nó khó quá đi, làm sao tôi có thể vượt qua vòng loại gửi xe. Với phần hậu trường vừa rồi thì chắc có lẽ chúng ta đã được gặp lại một cô gái mà chúng ta đã từng gặp gỡ ở tập 1. Không biết Buka còn nhớ cô gái này không ta? Đó là Hòa Minzy. Nói chung là em thích cái bạn này lắm nha. Tính cách rất là dễ thương nè, năng động nè, mà hài hước. Thật sự là Hòa Minzy là một cô gái rất là dễ thương, đáng yêu và rất là hồn nhiên. Cô ta đang đứng ở trong hậu trường của Việt Nam Idol và cô ta nói: xin chào các bạn, Hoàng Minh Di đang đứng tại hậu trường của Việt Nam Idol năm... Không nhớ năm nào hết. À, chắc có lẽ là Hoàng Minh Di đang nhớ về cái quá khứ của mình đã từng thi học viện ngôi sao đó. Cho nên là mình cứ tưởng tượng là đang đứng ở đó. Và Hoàng Minh Di cũng có tâm sự là nếu được chọn lựa lại một lần nữa thì vẫn không thi Việt Nam Idol, vẫn thi học viện ngôi sao thôi. Là tại vì chị ấy sợ là chị ấy không vô được dòng gửi xe. Đúng rồi. Chị ấy sáng tác một cái bài hát rất là hay đúng không? Và cũng như quý vị khán giả cũng đã thấy đó, ngày hôm nay chúng ta đã thâm nhập được vào hậu trường của chương trình Việt Nam Idol. Chúng ta được thấy top 3 của chúng ta chuẩn bị make up như thế nào, chuẩn bị phần thi của mình như thế nào. Và đặc biệt được nhìn thấy quán quân của Việt Nam Idol cách đó vài năm, đó chính là Uyên Linh, đến để cổ vũ cho đàn em của mình. Và Huy Khánh cũng thấy rất là đặc biệt. Có một cái điều mà Huy Khánh thắc mắc là Uyên Linh tới đây để ủng hộ cho top 3, nhưng đồng thời Uyên Linh cũng đã đến một mini show của Trọng Hiếu để ủng hộ. Và nói chung là để... Tại người ta có một sự ưu ái. Ưu ái khuyến khích đồng viên. À đúng rồi, ưu ái. Chứ em mà nói không kịp, mất trong khán giả lại nghĩ là người Khánh nói họ đang yêu nhau nữa thì... Cái mặt anh là em nghi lắm rồi, cho nên là em phải nói trước. Và bây giờ chúng ta đến với một phần mà Khánh nghĩ là khán giả cũng rất thích. Thích hơn cả phần hậu trường nữa, đó chính là... Gặp sao? Và ngày hôm nay, đố Buka biết chúng ta gặp ai? Em cũng hỏi với anh đố em chi? Thì bởi vì Khánh vừa mới nói ra là sực nhớ lại là mình cùng phe. Đố quý vị khán giả biết ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp ai trong hội hâm mộ showbiz. Đâu ai trả lời mình được đâu anh.
Thôi thì mình trả lời luôn đi. À đúng rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một anh chàng diễn viên điện ảnh hot nhất hiện nay và được mệnh danh là anh chàng triệu đô. Đó chính là diễn viên điện ảnh Thái Hòa.